Chúng tôi cũng đã kiến nghị ở vị tỉnh để mà làm xây dựng các công trình đầu mối cũng như là xây dựng cái cống trung dưỡng ở Châu Bình cũng là cái cống ở Trà Cổ Cũ để ngăn mặn trữ ngọt, thì các cái kênh nội đồng chúng tôi tiếp tục nạo vét để dự trữ trong thời gian tới thì đảm bảo nguồn nước phục vụ cung cấp cho mấy người dân trên địa bàn của xã. Thì chúng tôi đã phối hợp với cái công ty công tác thủy lợi tỉnh coi xem xét cái nguồn cái đầu nguồn á ngọt, thì chúng tôi đã điều tiết sổ các cái cống ra, sổ cái mặn ra để mình lấy nước ngọt về. Đồng thời thì nói chung thì mình kiểm tra những cái công trình xuống cấp thì cũng nâng cấp và sửa chữa để nhằm phục vụ tốt trong thời gian tới.